Sau đây tôi xin đọc để các bạn thưởng thức ba bài thơ của ba nhà thơ lớn của Ba Lan. Thứ nhất là bài thơ Một số người thi thơ của tác giả Nobel bà Wisława Szymborska. Một số người nghĩa là không tất cả, thậm chí còn là số ít nữa cơ. Trừ chính các nhà thơ và các trường